Ngon quá à? Ngon ngon. Ở đâu ạ? Lụm. Lụm. Tự tử là sao? Là nhảy xuống dưới 3 ngày trồi lên. Lặn lâu dữ. Chú bị bệnh á, thì chú ở nhà đi, bớt nói lại đi, ngoan nha. Bây giờ tao xin trân trọng giới thiệu mày biết luôn nè. Tao nè. Sida. Trời ơi thì... À cái gì đó vậy? Lộn. Con đi học lại rồi hả? Dạ. Cô, cho anh học với. Chị thẳng ra coi. Tại sao cái hàng đó trên xe của chị? Không biết. Tòa tuyên án tội phạm Trần Thị Trang tử hình. Cảm ơn, cảm ơn. Con phải mẹ vừa của con. Trang cũng nhớ. Nhớ lắm. Mẹ con không phải là người xấu. Vậy? Tự tử. Mua giùm vé số. Tự tử mua vé số xuống sổ đài nào ba?